Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và video này thì mình sẽ tiếp tục với cái tựa game Thief Simulator được rất là nhiều bạn yêu thích. Thì trước hết thì các bạn mời các bạn ngắm bộ sưu tập tranh và đồ cổ của mình ha. Rất là đẹp và rất là quý luôn, không ai có được luôn á. Là mình sưu tập rất là nhiều nhà và cái giá trị của nó thì không thể nào mà mua được. Tại vì mình trợ mà mình đâu cần phải biết được nó mắc hay như nó rẻ như thế nào đâu. Mình chỉ biết là nó đẹp là mình để trong nhà thôi. Thì hôm nay mình sẽ ăn nằm ở cái nhà 202. Là cái nhà mà mình nói với các bạn là nó rất là kiên cố. Tại vì xung quanh nó là toàn là tường không thôi. Cũng như là bây giờ mình cần phải theo dõi cái nhà đó, xem là bảo vệ trong nhà những cái người hoạt động trong nhà như thế nào. Thì mình có đánh dấu cái nhà 202 đó rồi. Và bây giờ mình sẽ đi đến cái nhà 202 này. À, và nếu bạn nào xem tập trước á, thì trong cái khu nhà này nó có hai đường vô. Một là các bạn leo bên hông và nó chỉ ngay cái ngoài sân. Và hai, các bạn muốn leo vô nhà luôn thì các bạn phải đi đường phía sau. Và đường phía sau thì có một cái đường gọi là đường mòn đi lên nha các bạn. Bữa mình nói là mình có thể để con xe lên này được thì mình nghĩ là có thể được á, khả năng cao rất là được luôn. Để con xe sát vô xong mình nhảy lên xe, xong mình nhảy lên cái rào này. Ê, ê mà một khi đã vô rồi không có đường ra luôn á. Ui, kinh dị vậy. Ở mà nó vẫn cao hơn bình thường các bạn ơi. Cao quá không biết nhảy lên được hay không nha. Mà tạm thời cứ để xe đây luôn đi, tại vì đường này cũng không ai đi hết trơn á. À đường này, ý trời ơi. Ui. Wow, vô rồi. Vô mánh. Đánh dấu cái camera này các bạn. Rồi ok. Để có một cái camera, từ để mình giảm. Ok, mình giảm cái độ nhạy là nó hơi nhạy quá một xíu à. Bây giờ mình phải kiếm đường vô, tại vì cái nhà này phải nói với các bạn là nó rất là rộng luôn. Ở đây có camera nữa đúng không? Ồ, camera nhiều quá à. Wow. Hơi nhiều nha. Nhà này có hai bảo vệ và một người chủ nhà trong nhà. Cái đường này mình nghĩ là không đi được đâu, quá nhỏ, đi là bị phát hiện là bị hú liền. Từ. Ê, có một thằng đi ra phía sau nhà. Ôi, có một thằng đi ra phía sau nhà. Oh shit. Nó có một thằng bảo vệ, nó ghi là back of the house, front of the house, là hai thằng bảo vệ trước sau. Và một thằng là ở trong nhà là thằng chủ á. Thằng này. Đó, bảo vệ nè, đó bảo vệ nè. Thằng này chắc cũng là bảo vệ nè, đó bảo vệ nó có đội cái nón. Còn mà chủ thì nó không có đội, chủ nó đang dưới này. Ủa? Ba thằng bảo vệ luôn hả? Có gì kinh khủng vậy? Chơi cái trò gì mà ghê vậy? Mình mất dấu rồi, bây giờ mình phải đợi mình... Đó là lý do mình nói tại sao mà phải ăn nằm ở khu này á. Ui, ba thằng bảo vệ luôn các bạn ơi. Khủng vãi. Đợi cái đã. Ok, bây giờ mình sẽ lén từ từ đi qua bên từng cái khu cỏ này. Và mình sẽ lén vào bên trong nha. Xem coi như thế nào mà cái nhà này nó mất kinh dị tới như vậy. Có hồ bơi luôn nè. Khúc này thì còn cái vườn để mình núp chứ một hồi là hết vườn. À đây, có bảo vệ đây. Ủa không phải. Hết hồn tưởng là bảo vệ. Thì mình vẫn đang ăn nằm và mình vẫn đang tìm coi là bọn nó sinh hoạt như thế nào. Tại vì hiện tại giờ này là mình đang bị mù rồi. À đây. Nó đang trong nhà. Ba thằng bảo vệ. Hiện tại mình không có nhận gì được nó. Thành ra mình không có biết được nó đang làm cái gì. Bây giờ mình cần phải tìm một thằng nào đó các bạn, đợi mình xíu. Để mình phải tìm cái đó, phải tìm cái đó. Mình nghĩ là cái này bây giờ mình phải đi lén qua bên kia thôi. Chứ bây giờ không có cách nào để mình có thể đứng ở đây không có bị cản tâm nhìn nó trơn rồi. Bởi vậy nên mình không có đánh dấu được nó. Nó bị một cái tấm kính á các bạn, mình không có đánh dấu được. Bây giờ là mong là ổn mình đi qua bên này thôi. Cái hồ bơi này bơi được không ta? Chưa bao giờ. Ê, Mình đã thấy. Cái này nó có súng không ta? Đánh dấu nè. Đó rồi, biết nha. Hiện tại là một thằng phía trước, thằng phía sau đó nó ra cái bóng gì mình dễ nhận dạng hơn mà mình biết được nó đang làm gì. Cái thằng dưới kia, cái thằng này nó đang ở ngoài sân, cái ngoài cái cổng chính luôn nha các bạn. Còn một thằng này là đang rất là gần mình. Mình phải có cái thời gian biểu nó luôn, tại vì đây là do là bảo vệ, nó không phải là chủ nhà, không phải đi ra ngoài. Nó cũng không có hộp thư để mình đặt cái camera vô. Thành ra là chỉ có cách duy nhất là mình phải đánh dấu nó được thôi. Đánh dấu xem là nó ở đâu để mình biết được. Mình lén vô thôi. Ê, có camera. Oh shit. Nó có súng luôn kìa trời. Khó vậy chơi cái trò gì. Ủa nó có súng luôn. Có súng, có một cái camera nhỏ nữa. Oh shit. Khó vậy. Ủa mình tưởng đâu. Sao hết nhảy lên được xe rồi nãy mình nhảy lên được mà đúng không? Rồi xe bị gì rồi? Hết nhảy lên được rồi. À rồi ok.
leo một phát một là các bạn vô nhà luôn, là các bạn không đi ra được luôn á. Đó. Có súng, có một camera nữa chứ. Ui. Đâu nữa, mình nhớ camera kia đâu ta? Cái này nè. Đúng rồi, cái này nè, mình bị cái đó nè. Đây cái nữa nè, là hai nè. Kinh dị thiệt chứ các bạn ơi. Thôi mình đi lén cái này đi, mình đi hướng này, hướng này mình nghĩ nó sẽ không có đi. Ghê quá, à, đâu có camera hết trơn á, mình tụi nó không thấy, tụi nó thấy mình chứ không phải, mà là do camera nó thấy mình. Camera này các bạn, đây con cái này. Mày nó quét nguyên một khu sân luôn, hỏi sao mà đi được trời. Giờ này chắc mình nghĩ mình phải đi ban đêm quá. À. Mà ban đêm thì mình không có biết thời gian biểu của nó, bây giờ mình cần phải theo dõi thời gian biểu cái đã rồi mình mới đi ban đêm được nha. Đợi đấy, bây giờ đợi mình kiếm thời gian biểu cái đã. Né camera ra. Ở đây có một cái cửa, nhưng mà mình nghĩ vô cửa này thì sẽ chết. Bây giờ để mình đi tìm cái thời gian biểu của bọn nó. Ghê quá. Kinh dị quá. À, mình đang bò tới đây rồi và do mình cách nó một cái lớp kính nên mình không thể đánh dấu được nó cả. Chỉ khi nào mà nó đứng gần ở ngoài cái, ôi trời, thằng này nó mới đi nghe. Ủa. Đây. Rồi ok. Đánh dấu được thêm rồi. Bây giờ mình cần đợi thêm nữa, đợi tới tối nữa. Bây giờ các bạn phải đợi với mình nha. Khổ quá, cái nhà này ghê quá à. Hình như nhà này có tầng dưới. À, cái thằng này lúc nào luôn ở dưới. Hai thằng này là hai thằng ở trên nhà. Và nó luôn đi qua đi lại, trừ khi tối. Mình nghĩ chắc nó đi ngủ. Phải ngủ chứ. Gì cũng là người mà, nó phải quá giật đâu mà không ngủ. Bây giờ đợi thêm nha. À, hiện tại là 4 giờ chiều nha các bạn. Sắp qua 5 giờ. Và đây là giờ cuối cùng mà mình có thể nhận biết được. Các bạn nhìn nha, từ 6 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều toàn bộ đều là ở phía trước nhà. À, người này là phía sau, một người là ở phía dưới ngay cái cổng và một người là ở phía sau nhà. Toàn bộ luôn thời gian luôn, không có một thời gian nào mà gọi là ăn uống ngủ nghỉ ỉ ái gì hết trơn á. Thực sự là rất là kinh khủng luôn. Ba người bảo vệ và đều có súng hết. Trong này thì mình không có được xài súng, mình không có được giết người. Trong game trộm này nó khá hơn một số game khác, với lại nói chung là theo một cái luật nào đó chứ là mình thấy ổn hơn một số tựa game mà có thể giết người để trộm thì nó hơi tàn nhẫn một xíu á. Tại vì các bạn trộm mà các bạn đã sai lắm rồi mà đã giết người ta nó thì sai dữ lắm luôn. Nghiệp dữ lắm luôn, cho nên là game này thực sự là có nhiều cái nó đỡ hơn á. Thì sắp hết giờ rồi, bây giờ mình vẫn đang đợi để xem tới tối chứ bây giờ mình thực sự là mình không có đường ra luôn á. Các bạn nhìn nha, đường toàn bộ đường của nó đều là có công tắc á, nó nằm ở trong nhà. Và cái cổng ra duy nhất là cái cổng ở ngoài. Không có cổng nào ra hết. Các bạn nhìn không có một cái đường nào ra, không có một cái chỗ nào leo trèo ra được hết luôn. Cái nhà này thực sự giống như là một cái khu gọi là khu chết vậy á. Bẫy trộm á, nó dạng như bẫy trộm vậy đó. Camera rất là nhiều, tường kính và chỉ có cái cửa ra duy nhất là cái cửa sổ thôi. Cái cửa rào ngoài trước thì cái cửa đó các bạn phải đi lén từ từ đi ra tới bên ngoài. Mở phòng bảo vệ xong rồi mình khoét cửa, mình bật công tắc mình đi ra ngoài là được. Mà vấn đề là bây giờ mình cần phải xem thời gian biểu của những cái người này. Và sắp tới 6 giờ rồi nha. 6 giờ là sẽ biến mất và mình sẽ me. Đây, anh đẹp trai đứng bên này với một anh đẹp trai đứng bên này. Đấy, hai anh. Anh này thì có đi ngang khúc này một xíu. Đó, các bạn thấy xanh xanh không? Thì 58, 59. Rồi, biến mất. Bùm. Đấy, bây giờ mình sẽ me ngay đây và mình sẽ me. Đây, đánh dấu được nè. Ủa sao không đánh dấu tới các bạn ơi? Shit man. Không đánh dấu tới. Giờ sao đây? Vẫn không biết được giờ, bây giờ không biết được giờ thời gian của nó làm như thế nào luôn rồi đó. Mình không đánh dấu được tới thằng này, nó xa quá. Thằng này thì chắc hên xui quá. Đây. Ui, mất cái đánh dấu rồi, trời ơi. Xích qua xíu được không? Không đánh dấu được, bị kẹt cái kính rồi. Lúc nãy đánh dấu được. Vì mình me thằng này thôi. Xích vô xíu. Ok, này nghe đây nè. Đi ngang này là đánh dấu được nè. Phải me, phải bấm cái nút chuột. Trời thì nó xuống tối rồi. 6 giờ rồi. À rồi, thông báo với các bạn là mình đã đánh dấu được rồi nha. Và hiện tại là xem thời gian biểu của nó từ đây tới tối vẫn là... À có một thằng ra... Ủa, thằng này ra bể bơi. Vẫn là phía trước và nó ra cổng gara. Một thằng thì ra trước nhà và sau nhà. Nói chung là nó từ tối tới sáng luôn. Nó không có trừ một thời gian nào cả. Một hồi sẽ có một thằng ra bể bơi. Bây giờ mình còn phải đi thôi. Đi bằng đường khác thôi. Né camera ra, đi bề ngang đây này nè. Chứ ghê quá, nó tuần ghê quá. Cổng gara thì mình nghĩ là
đây cái cổng gara là ở đây. Oh shit, mấy giờ đây, mấy giờ ra cổng gara? Front of the gara, 22 giờ, 10 giờ nhá. Nói chung là tầm giờ tối thì bọn này nó sẽ đi ra ngoài hết, nó không có trong nhà đâu. Cái này hack kia, level 3 luôn hả? Shit, electronic level 3, mình không có level 3 để mình hack. Mình chỉ khoét kính mình vô thôi, mà khoét kính thì sợ nó thấy. Khó vậy trời. Đây nè. Cắt một. Ê, window glass cut sensor, nó có cả cái cảm biến. Rồi, game này bao khó luôn. Kính thưa với các bạn, nó có cảm biến cắt kính luôn nha các bạn. Cắt kính một cái là nó hú như chưa bao giờ được hú luôn. Chạy bởi lẽ camera cái nào. Shit. Vậy là phải đi thử hướng kia xem, tại vì giờ này là 20 giờ rồi. Nó có cảm biến cắt kính luôn nha các bạn. Mình cắt kính nó sẽ hú. Ở đây mình leo ra được không? Không. Ô, mình muốn trốn ra quá. Không muốn đi ăn trộm nữa đâu. Muốn trốn ra quá. Nó đông như quỷ. Ba thằng mà ba thằng có súng mà không ngủ, không nghỉ. Nó phải người rồi. Ê đúng rồi, mình lên cầu thang. À đúng rồi, mình đi lên cầu thang. Đi lên cầu thang xong rồi mình cắt kính, mình đi lên ở tầng trên. Mình núp ở tầng trên tạm một thời gian, đợi camera nó quét qua chỗ khác cái đã. Ok. Cái gì, đi lên cầu thang đi, đi lên cầu thang đi. Cái gì vậy? Trời ơi, đi lên cầu thang mà nó ngồi xuống nó đi lên không được. Cái trời. Cái mình đã lên tới trên lầu rồi. Glass cut sensor, bây giờ có cái sensor thì làm sao mà mình đi vô được. Toàn bộ đều có cảnh báo, có báo động hết trơn rồi. Thằng này nó chuẩn bị xuống bể bơi rồi nè. Một thằng sẽ xuống bể bơi. Ê, mong là cái cửa này mở khóa dễ. Ngon. Mình vô được nhà rồi các bạn ơi. Wow. 240 đô. Cái này là cái giống như PS4 mà các bạn. Cái tay cầm lúc này cũng như tay cầm PS4 vậy á. Wow, 150 đô. Cái tay không, cái tay phone này cùi lắm. 150 đô ngon hơn. Cái tủ này thì mình nghĩ là chỉ mở ra để dành trốn thôi. Mình trốn trong này được không ta? Vô đây mình trốn, mình đóng cửa lại được luôn nè. Chứ là bọn này nó sẽ không có đi vô nhà, tại vì nó là chỉ là bảo vệ thôi. Nó lúc nào nó cũng ở bên ngoài hết trơn á. Việc của mình là bao nhiêu mình vét đồ trong này. Huawei cũng có tiền. Bán cũng được tiền. Ui, đồng hồ nè. Ý. Đồng hồ. Ê, mở ra. Ê, mở ra. Mở nhẹ thôi, mở lớn nó nghe tiếng, nó chạy lên một phát một là tàn đời mình luôn á. Không, chỗ này không có gì cả. Đấy, bây giờ nó bắt đầu ra bể bơi rồi. Không, bọn này nó không có vô nhà đâu nha các bạn. Huawei nữa hả? Huawei nhiều vậy. Ghê quá, mình sợ quá à. Sợ cái gì các bạn biết không? Nó bắn một phát một là mình về lại điểm xuất phát luôn á. TV này bự, TV bự lắm luôn mà không lấy được. Lấy một phát một là ăn cho hết. Cái đèn lấy làm gì ba? Nè, cái này mới lấy nè. Đây, tượng cổ nha. Ây, shit. Thôi dục đi. Tượng này mà đi ôm nữa thì không biết là đi ra làm sao luôn á. Tiền nè, 150 đô luôn. Thực sự luôn tiền. Cái đồ đó mà nó cho mình đi ôm ra thì mình nghỉ chơi. Không chơi được và trộm bức tranh nữa mới khó nữa. Ôm bức tranh đi ra là vừa đi vừa né. Thật ra là mình không có trộm được cái đồ kia đâu. Mà mình sẽ canh thời gian buổi sáng của nó để coi nó làm gì nữa nha. Ôi, có cái sắt nè các bạn. Mở cái sắt cái đã. Ý tiền. Ui, đồng hồ các bạn ơi. Đồng hồ vàng, đồng hồ bạc, đồng hồ vàng. À, vàng bạc luôn.
Đây là phòng tắm. Kính là có chức năng, mình bây giờ nếu mà mình có cái công tắc á, mình tắt cái công tắc đó đi thì là nó sẽ không có hú, nhưng mà nếu mà bạn không tắt thì nó sẽ hú hú rất là dữ luôn. Bức tranh này, bức tranh, ô bức tranh auto à, giống mình à, 40 đô lấy làm gì nè, bảo vệ nè. Để đây là cái cổng trước, cái cổng này là phải đi xuống dưới nữa, này là mới tầng trên thôi. Cái chỗ này là đó, cái trước cái cửa garage, các bạn thấy không? Bây giờ mình đánh dấu cái nào. Ok, rồi đánh dấu hết trơn luôn rồi. Bây giờ mình check xem thời gian biểu của nó cái ha. Bãi bơi, bãi bơi, bãi bơi. Rồi ra, ra là phía sau nhà. Thằng này thì cũng y chang như vậy, chứ mà toàn bộ đó không vô nhà nha. Thế là mình có một thời gian rất là sướng, mình ở trong nhà này. Một hồi mình nối bức tranh ra thì nó là vấn đề lớn lớn thôi. Bảo vệ cho nên là không được phép vô nhà. Mà nhà này có chức năng xịn nữa, cho nên là mình khóa kính là nó hú. Bảo vệ nó chỉ à, bảo vệ nó chỉ có một thằng đứng trong nhà, mà nó đứng dạng ở dưới tầng dưới thôi. Các bạn nhớ cái thằng 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 nào nó đứng ở dưới tầng dưới á. Ui, chỗ phòng nhà đúng giàu luôn á các bạn. Phòng này như phòng ngủ của đứa con rồi, có máy tính, có tivi nè, có loa nè, à, nguyên dàn máy tính nè. Cái đồ chơi game nè. Xịn. Phải nói nhà này các bạn bao xịn luôn á. Cứ lượm đi rồi hồi mình thấy mấy cái đồ khác thì mình bỏ lại sau, chứ bây giờ mình bây giờ mình full đồ rồi. Rồi bây giờ mình phải tìm những cái đồ dưới là đồ màu vàng. À đây có camera. Shit. Shit man. Chơi gì khó vậy? Đây cái đồng hồ cổ đây hả? Là mình lấy hoặc là mình phá, thì cái này chỉ có phá thôi chứ bự quá sao mà lấy. Lấy về nhà sao mà chơi được? Ủa rồi đường này sao xuống ta? À đây có thằng trong nhà, có thằng trong nhà, có thằng trong nhà. Có thằng trong nhà, có thằng trong nhà, có thằng trong nhà. À không phải, không phải, không phải. Gắt à. Nó đi toàn bộ nguyên cái cửa camera cửa chính luôn. Không, à đây còn cái nữa nè. À còn hai cái camera trong nhà luôn á trời. Ôi. Cái trò gì vậy? Kính thì bảo mật. Có khoét kính. Vì mình không xuống tầng dưới được, mình đang ở tầng trên mà mình chết ở tầng trên luôn rồi. Có cái cửa này thì nó không khóa cửa lại thôi. À tầng này mình có thể mình nghĩ là mình có thể đi xuống dưới này khúc này được. Mình né thằng bảo vệ này ra mình đi xuống dưới được. Chứ ha, tầng dưới các bạn nói ngay cái cầu thang đó các bạn không bao giờ đi vô được, mà kính thì nó lại có chức năng chống khuyết kính. Thề luôn, game bao khó luôn á. Đây là căn nhà khó nhất. Hồi đó mình tưởng nó cái căn nhà mà nhà dãy 101 á nó khó lắm, mà người 202 nó khó hơn. Thường nhà nào số đôi là nhà nó khó. Ê, chơi cái trò gì vậy bay, chơi gì gì vậy, kính đã có chức năng rồi còn khói tắt cái kính đi nữa. Tự nhiên không này có camera không nha, có là chết bà luôn đó. Chắc cho kỹ vô đó, cái bức tượng nữa nè. Bức tượng này mình không lấy được, bức tượng này nó lấy trên tay thôi chứ nó không có lấy được. Chơi liều một phen vậy. Liều một phen vậy. Cửa ra vào là ở bên này đúng không? Ở cái chỗ hàng bảo vệ á, hay là ở đâu ta? Mình vẫn chưa định hình được cái cửa ra vào. Với cái cửa ra vào của nó đâu luôn á. Game này khó cực kỳ, bây giờ mình đang đứng mình đi bộ luôn, mình không thèm á hả? Không thèm ngồi xuống luôn nữa. Đây là cái cổng ra nè, cái cổng đó là cái cổng ra một đường ra duy nhất. Còn lại thì cái thằng để coi thằng bảo vệ này xem như thế nào. Cái cửa ra vào á các bạn, mình nghĩ là mình phá được cái cửa ra vào, mình đi vô bằng cái cửa đó, mình né cái camera ra thôi. Khó lắm. Hay là bây giờ mình chạy về nhà trước xong rồi mình chạy vô sau. Bao khó luôn. À mình quên, mình phá thằng lùn được. Thằng lùn mình phá được. Cái đồng hồ thì để sau. Bức tranh thì mình không biết nó nằm ở đâu, nhưng mà mình nghĩ là mình phá thằng lùn được. Mình nhảy xuống dưới này mình đi vô mình phá thằng lùn. Mình chỉ cần né camera là đây. Ồ, bức tranh trong này luôn hả? Wow. Lâu lắm chơi cái trò này nữa rồi.
À, bức tranh trong này. À, wow. Bây giờ mình phá màn lùng này đúng không? Không dám thở luôn á trời. Rồi bây giờ ông cái bức tranh đi. Bức tranh này là cái gì vậy? Bức tranh này là cái gì? Cái gì Picasso? Mình thấy cái chữ Picasso đây nó vậy. Phải không? Hay là hàng phát á? Ồ, Picasso. Ủa, hàng thiệt. À, không, hàng replica. Hàng này là hàng nó dạng như là gần như super phát thôi, chứ nó dạng giống như là khá là tuyệt thôi. Và tới đây thì các bạn có thể yên tâm là các bạn ra được rồi, tại vì này thì mình cái kính này không có. Glass kính sensor sao nó lại có ta? Mình nhớ mình cắt nó đâu có đâu. Bẻ đây đi. Xịt lại cái trò chơi này nữa hả? Đang cái khúc mà dầu sôi lửa bỏng mà chơi cái trò này thiệt chứ. Hackerman. Giờ để bật cái công tắc này nè. Ok, trộm. Đi. Đi 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 đi. Đi 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 đi. Ghê quá. Ghê quá. Sợ quá. Thiệt sự luôn. Cái nhà gì đâu mà nó khó kinh khủng. Không có một mẹo nào, không có một cái gì. Sợ quá trời sợ. Ok, bây giờ mình sẽ đem cái bức tranh này lên xe đem về nhà. Cái này trộm được 1.600 đô, bức tranh này có tranh xịn treo rồi. Tuy là không phải hàng 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 thiệt nhưng mà nó cũng là hàng replica, là cũng hàng giống như là khá là giống. Nó là dạng như super fake vậy đó. Ghê quá, cái nhà này ghê quá. Giờ còn cái đồng hồ nè, đồng hồ mình chỉ có phá thôi. Trộm ôm ra thì hơi khó mà mình không có biết cái cửa nó nữa. Okay, về nhà cái nha các bạn ơi. Ghê quá. Ở bức tranh này rất là bự và để nó cao hơn bình thường luôn nha các bạn. Tranh xịn. Sợ lắm luôn á. Cái nhà gì đâu mà nó khó mà các bạn, một bị bắt một cái là các bạn coi như là mất hết trơn luôn, phải làm lại từ đầu luôn á. Đó là cái mình khó đó. Chứ không phải cái gì hết trơn á. Có tiền nè, ép luôn nè. Tôi trộm hay tới như vậy mà. Đấy, trời ơi, ép luôn thấy chưa. Quá trời, achievement mở khóa luôn. Send the replica via Black Bay. Ồ, muốn bán cái này rồi. Nó cho mình, nó bắt mình bán cái này rồi. Nó không cho mình, không cho mình giữ cái này. Bán qua trên cái Black Bay. Thôi kệ cũng được, bán cho Black Bay cũng có tiền. Cái này nhiệm vụ bắt buộc rồi nha các bạn, chứ không phải là nó không cho mình giữ. Này, art nè, đây nè. Có 700 đô. Trời ơi, tưởng gì ghê gớm lắm. Dăm ba cái đồ dởm. Để coi đồng hồ. À, đồng hồ 4.000 đô. Wow. Đồng hồ bạc 3.600. Đồng hồ à, bạc này là 3.000. Còn cái này là bạc vàng. Cái đồng hồ vàng này để làm ta? Để lại đi cho nó đẹp. Trộm mà. Trời ơi, mình cũng phải có cái gì đó nó trang trí chứ đúng không? Đấy, bây giờ mình lấy cái đồng hồ ra. Từ đây xíu. Ok, bây giờ học cái Electronic Skill Level 3 là cái cửa lúc nãy á. But make sure you're ready, because this job matters. Càng ngày lên càng sợ. Đây, Gold Watch. Bây giờ mình sẽ cầm trên tay và mình sẽ đặt ở trên bàn bàn làm việc của mình. Đấy, bộ sưu tập đồng hồ xịn chưa? Trời ơi, nè đồng hồ bạc bạc vàng nè. Vừa bạc vừa vàng. Đấy, xịn chưa? Lấy công nhầm lên nhìn được không ta? Đây, lấy công nhầm lên nhìn. Đó, thấy không? À, bạc là nó có một cái mấy cái phần dây, chỗ dây á chắc là thép, còn phần mặt đồng hồ vẫn là vàng. Bên này thì nó vàng hết từ đầu tới cuối luôn, các bạn thấy không, khác nhau không? Đồng hồ cổ nè. Đấy. Giờ chạy ra kia bán đồ nữa là xong, được 20.000 đô rồi. Bán thêm 10.000, 15.000 nữa là đủ tiền mua xe. Game là dễ, nói như mình trộm cũng khá khá máy PS4 á. Welcome back. 240 đô cái tay cầm PS4 bán 11.100 đô. Hai cái Huawei mình cần phải mở khóa. 240 nè, 1.000 đô nè, iMac 8900 nè. Giàu. Quá giàu. Nhà cái đó. Giờ còn cái đồng hồ thì để từ từ mình nghiên cứu coi cái cách nào mà mình đi vô được, mình phá không chứ nó ghê quá. Rồi bây giờ về nhà chúng ta chơi trò xếp hình ha. Xếp hình với cái điện thoại này. Chúng là trò này thì nó tương đối dễ chứ không phải là khó gì lắm, nhưng mà tùy lúc thôi. Thường là mình sắp đường ngược, sắp từ trên mình sắp xuống, chứ mình ít khi nào mà mình sắp đi lắm. Sắp đường ngược xem là có hướng nào mà nó có ổn nhất thì mình đi thôi, chứ mình cũng ít khi nào mà mình sắp từ đường kia đi, nó phải mò khá là lâu. Đây ha.
Giờ đây thẳng xuống nè, đường cong này lên cái là xong. Đấy, rất là dễ dàng. Bị đi bán hai cái Huawei cũng được thêm hai cái được 1.800 đô. Huawei trên kia nó không thu, nó chỉ có ông cha già này thu thôi. Cha này thì ông thu giá mắc hơn mấy thằng cha kia. Welcome back. Rồi xong, xe này hãy đợi đấy. Đợi đấy, 3.500 đô được. Bây giờ mình sẽ lẻn thêm một lần nữa, mình sẽ canh cái đồng hồ đó nha. Các bạn ủng hộ mình đợi xíu. À, hiện tại mình đã vô nhà rồi, bây giờ mình sẽ me, mình sẽ khoét cái kính. Tại vì mình theo như mình thấy, mình nghe thì cái kính nó có chức năng chống. Nhưng mà mình sẽ thử khoét xem như thế nào. Và mình không đi từ trên lầu nữa, tại vì trên lầu nó dễ bị phát hiện lắm. Mình khoét từ phía trong, ở phía dưới tầng dưới này. Nó kêu mình học cái kỹ năng Electronic Level 3 là kỹ năng này đây, thì mình có đủ điểm để mình học. Nhưng mà con cái, hơi trộn hết điểm. Con cái mình chưa có mua đồ. Cái này là túi đựng ha. Túi đựng tới 2 điểm luôn. Shit, còn có 1 điểm mà. Ủa đâu? À không. À, level, ủa đâu đủ đâu mà. Ủa hình như mình lên này rồi á. À đúng rồi, có chấm là lên rồi á. Cái này là chưa lên thôi. Cái này là cuối cùng thôi, còn cái này là lên hết trơn rồi. Lên, ủa mình lên khi nào vậy ta? Hay vậy. Hết luôn rồi, mình lên hết toàn bộ, cái nào có chấm là lên hết trơn rồi. Ủa mình cứ tưởng mình chưa lên chứ. Không để ý luôn á. Đây nè. Skill là xong hết trơn rồi. Cái này có rồi. Đúng không? Có rồi. Có rồi. Có rồi hết trơn rồi. Chứ bây giờ mình là... Ủa? Ủa tại sao mình bị phát hiện ta? À bị camera bắt. Không, bây giờ bị bắt là mình hết hết cách rồi. Vì mấy ông đó làm gì làm gì làm gì đó. Wow, nhà này bị hú một cái một là nó đóng cửa hết trơn luôn nha. Hay đó. Ý làm gì đó anh, làm gì đó, ai da. Nhà này bị hú một phát nó đóng cửa sổ hết trơn luôn. Ở, hai thằng luôn. Xịn thiệt. Xịn thiệt, hai thằng nó chơi mình một lúc luôn chứ. Kinh khủng. Mình nãy mình bị camera nó quét. Mà mình sẽ khoét cái kính để mình sẽ đi vô đường gara thử xem, check xem thử bên trong như thế nào. À, để khoét thử. Sẵn mình khoét thử xem là cái kính này nó có chức năng chống hay không. À, có chứ chưa, mình nói với các bạn mà nhà này nó có. Vậy là nhà này chỉ có bây giờ muốn là có thật. Cái cửa này, hát cái cửa này nè. Thấy chưa, hên là hồi nãy mình không có khoét á, mình khoét là mình chết lâu rồi. Nó có cái chức năng chống khoét cửa khi mà phát hiện cái kính nó bị bể một cái là nó sẽ hú lên liền. À, hiểu rồi. À, cái căn nhà này có một cái chiếc thiết bị, các bạn, thiết bị này á nó sẽ tắt những cái thông báo đi và mình có thể khoét kính được, mình nghĩ là vậy. Khả năng cao là mình có thể khoét kính được. Lúc nãy á là mình vô nhà mình bị hú rất là nhiều và nó không thèm đi tìm mình luôn. Đến này mình bỏ vô túi được luôn hả? Hay vậy. Đồng hồ bỏ vô túi được luôn á. Hồ này treo tường cũng đẹp lắm nè, hồ lắc nè. Nó nhét túi được luôn, đồng hồ bự chả nhét túi được mà cái kia lại không nhét túi được. Từ mình khoét hai cái sắt này kìa. Nhà này chứ mấy thằng này nó không bao giờ lên nhà. Có một thằng kia là nó trong nhà thôi, là nó là ngoại trừ thằng đó ra thôi hả. Ok, bây giờ mình sẽ khoét cái sắt này. Một cái đầu tiên, di chuyền, đồng hồ vàng. Tiền là bộ sưu tập mình đã có thêm một cái đồng hồ vàng nữa rồi. Ok, và cái xác thứ hai thì chúng ta có một cái Lenovo hết rồi hả? Có máy tính bảng này của bắp mà cũng có chưa đây nữa thiệt cái chứ. Rồi bây giờ mình sẽ tắt hai cái thiết bị kia, tại vì canh cái thanh niên này không có đi ra giữa nhà nè, thanh niên ra giữa nhà là sẽ thấy mình đó. Mình sợ nó thấy mình thôi chứ không có gì. Thiết bị này thì khá là đơn giản. Nó cũng như cái trò kia thôi các bạn. Dễ. Dễ. Vừa dễ tới vậy luôn. Okay, tắt cái này nữa cái đó. À cái này các bạn nhớ không nha. Tắt từ pin ra nha. Dây đỏ từ pin nè. Có một dây vàng từ pin nè. À, hết rồi. Đấy. Bây giờ để mình xem thử kính xem nó còn hú nó không nha. Để coi rồi. Glass kit sensor hình như nó vẫn còn. Cái kia là nó báo động. Hình như nó báo động thôi hay sao á. Khó. À tắt camera. Ồ. Hay đó, tắt camera rồi các bạn. Oh. Cái đồng hồ cổ đấy hả? Tắt camera rồi.
Oh shit, ngon. Trời biết vậy, tắt sớm hơn là được, là mình cứ băn khoăn camera nó nghe cầu thang. Ê, 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 cái gì vậy, cái gì, cái gì, cái gì, cái gì vậy, cái gì vậy? Đừng có đẩy lên. Trời, nguyên bồn tắm. Đừng có đẩy lên chứ, hết hồn. Mình giờ mình phá là mình phải canh nó làm sao đó để mình phá nè, nó đây nè. Nè, biết rồi nha, biết rồi nha, tôi biết rồi. Được. Chú là mong đừng có vô vệ sinh là được, đừng vô vệ sinh như ba, đừng có ái đá ỉa trong này nha, nha. Trong này là phòng tắm của hả chủ nhà đó, mày vô là bị cắt cổ đó. Tao là hitman đó. Cái trắng trắng này không biết là cái gì mà mỗi lần mình ghi di di là nó có cái hình trắng trắng ngay góc. Cái đồng hồ này mình chỉ có phá chứ mình không có. Từ mình đi tìm công tắc xem công tắc này công tắc gì. Có cái công tắc ngay đây nè. Ê công tắc đèn má ơi. Ê. No. Chưa bao giờ mình thấy cuộc đời mình đã bế tắc như hôm nay. Mình đang chơi lại. Đây là lần thứ tư nha các bạn. Lúc nãy cái lần cuối mình bị bắt là mình đang bẻ khóa cái mạch đó. Xong rồi bên kia nó thấy nó chạy lên bắn mình cái tạch. Chết. Lần lúc nãy là bị phát hiện do cái lúc mà mình vừa đi ngang khúc cầu thang á, phát hiện mình lên bắn cái tạch chết. Và lần trước nữa là cái lần lúc mà mình quay là mình bị núp trong đi coi cái đèn mình bị bắt ha. Nói chung là thật sự là rất là bế tắc luôn. Và bây giờ thì mình đang đợi tới tối. Nó đi ra đây đi 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 chơi mình nữa, chơi mình nữa. Mình đang đợi mình vô cái nhà vệ sinh này, xong mình núp ở trỏng, xong mình đợi tới tối nó sẽ đi, có thể là đi tuần ra ngoài ha. Và game này nó thực sự nó có một cái tính năng rất là thiếu, đó chính là đi lên giường nằm ngủ, ngủ cho nó tới tối nhanh. Tại vì nhà này thì chủ nó không có lên thì giờ mình lên chăn ấm, chăn chăn ấm nệm êm lên ngủ sướng thứ ba luôn, không chịu lên, khổ thiệt chứ. Giờ đang bò trong nhà này nãy giờ đây nè, và mình đang đợi thằng quỷ này để mình lén với kia. Ghê quá, sợ, bắt đầu sợ rồi. Hiện tại mình đang ở dưới nhà vệ sinh rồi nha. Lúc nãy thằng kia nó vừa đi vô mình vừa đi xuống rồi, nhưng mà nhà này vẫn tìm không được cái công tắc. Công tắc mà các bạn tắt được những cái kính này đi là mình có, nhưng mà mình không biết cái đó nằm ở đâu hết trơn á. Nếu mà trên cái forum mà nó có bán thông tin mà nó bán được thì hay, nhưng mà nó không có, cho nên là well, nãy giờ mình vẫn đang rất là khổ sở đây. Ý, sau khi mình đợi từ sáng cho tới tối luôn thì bọn này cuối cùng nó cũng đã đi ra ngoài rồi. Bây giờ mình sẽ phá cái quỷ đồng hồ này phá nha các bạn. Chết cha mẹ con. Cái đồng hồ đó là phá chứ mình không có thể nào mà mình lấy đi được nó, không cho mình lấy đi. Bây giờ thì mình trốn ra thì dễ thôi, mình đi lên tầng trên mình đi ra ngoài thôi như cách mình đi lúc nãy vậy đó. Nhưng mình đang dò trong nhà xem bức tượng này bán 3.000 đô hả? Xịn vậy. Mình đang dò trong nhà xem là còn cái gì nó giá trị hay không. Đồng hồ nó có 49 đô lấy làm gì? À sẵn mình dạo một vòng gara luôn xem là gara này nó như thế nào, nó có xe không ta? Không. Công tắc cửa, công tắc đèn. Ồ, gara có mấy cái thùng loa 120 đô, máy 400 đô, 180 đô. Chung là nếu mình ôm thì mình sẽ ôm cái cục kia ra, tại vì cái cục kia nó rất là có giá trị. Ổ cứng. Cứng lấy làm gì trời, ổ cứng có 60 đô lấy làm gì trời. Gara bự lắm nha các bạn, bự và rộng lắm nha. Nhà có cái cục này là cục hình như nó đèn hay là phun nước ta, hình như là đèn chứ không phải phun nước đâu. Ý tối nó không thấy mình, tối nó không có thấy đường, tối nó không có thấy mình được, ban ngày nó thấy được chứ. Laptop nè, rút tay phone, cái đèn 500 đô ngon vậy. Ui bao ngon luôn các bạn ơi. Đây là cửa chính nha, đây là cửa trước, và mình đang dạo một vòng ở cái con nhà này xem là nó có cái gì đặc biệt mà tại sao nó rất nhiều bảo vệ. Nên là công tắc đèn thôi. Cái lên vôn 500. 500 thì bèo lắm. Nè đèn 500 là được nè. Đèn vậy mà 500 bằng cái giá với cái laptop luôn. Cho này có cái gì 25 đô radio. Ơi à, đồng hồ nè. À quên thôi, mình có cái kính này mình cần gì phải cái bật đèn. Tại vì bật đèn một cái nó sẽ phát hiện ra mình. Radio. Cái tủ này thì thường nó cũng không có đồ gì lắm. Đồ giỡn không à? Không thèm, với lại túi mình cũng khá là đầy rồi. Bây giờ mình mò thêm đèn 500 đô nè. Để mình coi mình bỏ bớt cái gì ra trong túi mình hiện tại là mình có Lenvon. Lenvon này bán được 500 đô à, bỏ đi. Lấy cái đèn đi cho nó xịn. Ủa, cứng, laptop. Laptop 800, laptop thì ngon hơn. Cái Lenovo này có
Xong lấy được cái đèn ta. Mấy cái tủ này có đồ không ta? Mà nó không cho mở tủ các bạn ơi. Nhà này toàn ô cứng không vậy? Ô cứng không à? Tủ này không mở được nha, chỉ mở được mỗi cái hộc này thôi. Và trong này chả có gì cả, còn mấy cái ngăn nhỏ nhỏ bên này không mở được. Hơi lộn đại đi. Hết full đồ rồi. Bây giờ mình sẽ vác cái có công tắc rất là nhiều, mình không biết công tắc, toàn là công tắc đèn không mà, chứ không có công tắc mà dạng như công tắc tắt cái kính, tắt báo động đồ á, mình không thấy luôn. Toàn là công tắc đèn không các bạn. Lấy công tắc đèn không à. Cái Escobar nè. Cái này ngon hơn cái laptop đó mà lấy không được. Bỏ laptop ra xem. Không lấy được, lấy bực cái laptop thì không lấy được cái kia bực thiệt chứ. Thôi kệ đi. Tham tham á, tham quá hồi tham á. Tham đen xì lì luôn. À, cửa này thì mình có thể mở được nhưng mình không nên đi cửa này. Cửa này rất là nguy hiểm. Bây giờ mình sẽ dát cái bức tượng. À ở bên ngoài như có cái bức tượng rồi đúng không? Mình nhớ bên ngoài còn có một cái bức tượng luôn á. Không biết là nó có giống như vậy không. Bán được tới 3.000 đô thì rất là xịn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra bằng cái đường kia ha. Các bạn đợi xíu mình tìm đường cái nào. Một cái vấn đề rất là khó hiện tại là có một thằng nó đang canh bể bơi này, và muốn đi qua nó thì mình phải đi thật là nhanh qua khúc này. Thì nó sẽ đi từ đây, nó sẽ vòng qua bên góc bên kia. Nó canh ở bể bể bơi. Và bây giờ mình muốn thì mình phải chạy thật là nhanh hoặc là mình sẽ bị chết, tại vì khu này bây giờ không có dùng được cái bức tượng xuống dưới đất để mình đi nhanh. Nó không thể. Và cái tiếp theo nữa là cái bức tượng này đi chậm lắm. Đấy các bạn thấy nó đi, thằng nó đi ngang qua dễ bị bắt khúc này lắm nè. Bắt một cái là gọi là xong của mình, công của mình nó giờ nó đổ sông đổ biển hết trơn luôn. Thằng này nó không đi lên cầu thang, nó chỉ đi bên này. Nó vòng ra bên phải, nó rồng vòng ra bên trái thôi. Thì mình sẽ me cái lúc nó vừa đi. Mà mình sẽ đi vòng đường bên này nãy mình đi. Cái gì vậy? Ủa? À nó vô lại nhà rồi các bạn ơi. Nó vô lại nhà xong nó thấy nhà bị mở cửa. Lâu quá rồi. Nó vô lại nhà nó thấy nhà bị mở cửa nữa, nó báo công an. Shit man. Ok mình đó video nha các bạn ơi. Fail rồi. Lúc nãy bị công an bắt là nó vô nó dí mình không có tìm được cái tủ để mình trốn. Mình hoảng quá, mình chạy vô nhà vệ sinh mình trốn một hồi nó tìm ra được mình và mình fail tất cả những công sức của mình. Thật sự là khó lắm các bạn ơi. Ôm cái tượng nó ra khó quá. Thôi mình đó video nha. Hẹn gặp lại các bạn bằng hôm sau mình sẽ ráng mua con xe kia. Nói chung là cũng gấp sắp đủ tiền rồi. Rồi chúc các bạn xem vui vẻ và đừng quên like và subscribe kênh mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Trời ơi, 3 tiếng đồng hồ chơi. Sợ quá. Bye bye các bạn.